Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hồng Phúc Mobile nha. Bên em chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi tất cả các loại smartphone cũ đã qua sử dụng nha anh em. Thì bên em bán hàng có hai hình thức. Anh em ở Sài Gòn có thể ghé trực tiếp shop em để giao lưu nha. Địa chỉ thì em có chạy trên màn hình đây, số nhà 80/97B, đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em ở xa không đến được trực tiếp thì bên em có hỗ trợ ship COD toàn quốc cho anh em. Nhận hàng kiểm tra đúng như clip em miêu tả thì anh em mới thanh toán nha. Thanh toán tại nhà rất là tiện lợi và bên em hoàn toàn miễn phí ship cho anh em. Chế độ bảo hành của bên em là 3 tháng cả phần cứng lẫn phần mềm. Riêng phần màn hình thì bao test cảm ứng cho anh em là 3 tháng. Và phần hiển thị màn hình thì bao test cho anh em 7 ngày kể từ khi anh em nhận máy. Và bên em sẽ không bảo hành khi màn hình xuất hiện sọc, đốm, nứt kính và mất hiển thị nha. Và đây là hai số điện thoại để anh em gọi khi chốt hàng. 0818 60 60 60, và số thứ hai cũng là số Zalo và số tài khoản ngân hàng luôn nha anh em, 0902 060 151, ngân hàng VPBank Việt Nam Thịnh Vượng, chủ tài khoản là Hồng Minh Kho nha. Đây là số tài khoản duy nhất có Hồng Phúc Mobile, mọi số tài khoản khác thì không phải là bên em, cho nên anh em lưu ý khi chuyển khoản ship COD nha. Ngoài ra thì bên em có hỗ trợ cho anh em trả góp thông qua căn cước công dân. Anh em nào có nhu cầu muốn mua trả góp thì chỉ cần đem trực tiếp căn cước công dân đến shop em để lên hồ sơ. Thủ tục dễ dàng lắm anh em, không thẩm định tài chính nha, và không gọi người thân. Đó, chỉ cần anh em không bị dính nợ xấu là anh em đã góp được. Rồi, đôi điều về cái thông tin liên lạc cũng như là số tài khoản ngân hàng, chế độ bảo hành và chương trình trả góp cũng như là miễn phí ship COD toàn quốc cho anh em. Thì mỗi ngày Hồng Phúc Mobile sẽ lên một clip để phục vụ anh em những mẫu máy smartphone bên em hiện có nha. Anh em nào có xem được clip này thì nhín lại một ít thời gian để cho em xin một like và một follow đăng ký kênh. Đó, để báo giá cho anh em mỗi ngày. Còn những anh em nào mà không có thời gian để xem clip thì anh em có thể kết bạn vào số Zalo này 0902 060 151. Em báo giá cho anh em trong phần nhật ký, hoặc là anh em có thể tham gia nhóm Zalo em có ghim trên phần bình luận nha. Rồi, đầu clip thì em sẽ lên cho anh em những con máy tổng hợp hôm nay mới về, thì cũng khá là nhiều mẫu luôn nè. Rẻ có, tầm trung có và cao cấp cũng có luôn nha. Samsung, Xiaomi, rồi iPhone nữa nha anh em. Cái đầu tiên thì em lên cho anh em một con nhỏ gọn, cấu hình cực khủng. Đây là iPhone 13 mini nha anh em. Ngoại hình thì quá đẹp luôn, đẹp 99%. Cây này em thu lại của một anh khách ở Vĩnh Long lên để giao lưu nè anh em. Con này thì đã kiểm tra rồi, nguyên zin 100%. Ngoại hình đẹp keng 99 nha. Bộ nhớ trong là 256GB, mà con này pin zin 85%. Em lên với giá là 8.600.000 nha anh em. Con này thì cũng khá là hiếm hàng, dành cho những anh em nào mà thích nhỏ gọn, cấu hình mạnh mẽ nha. 13 mini, con này là phiên bản quốc tế Nhật nha anh em, 256GB. Đó, dùng được một sim vật lý và một eSIM luôn nha. Con này cầm thì rất là chắc tay luôn nè, cầm rất đã nha. Pin 85%, nó xài thì cũng vừa đủ dùng thôi. Đầy đủ hết mọi chức năng, bảo hành 3 tháng và miễn phí ship cho anh em. 13 mini 256GB, 8.600.000 nha. Tiếp theo là em lên một con cực kỳ là hiếm hàng thời điểm hiện tại luôn em. Nó bộ nhớ trong lên đến 1000GB nha, 1TB. Đây là con iPhone 13 Pro, phiên bản quốc tế hàng nha, màu xanh blue Sierra. Con này thì khách xài phải nói là siêu kỹ luôn em, đang bọc keo nguyên cây. Đó, anh em không thích thì có thể lột ra thoải mái. Ngoại hình đẹp 99% luôn nha. Con này thì pin zin còn 87%. Và mức giá em bán cho con bộ nhớ khủng long này 14.900.000 nha anh em. Giá 14.9, đây pin zin 87. Thì đối với dòng 13 Pro và 13 Pro Max thì em sẽ hỗ trợ fit màn hình xanh trắng cho anh em miễn phí trọn đời máy luôn nha. Lỡ như mà sau này anh em bị xanh màn hoặc trắng màn, chỉ cần anh em ghé trực tiếp bên em để hỗ trợ fit nha, 5-10 phút là lấy liền. Phiên bản Hàn Quốc thì nó cũng giống như bản Việt Nam thôi anh em. Một sim vật lý và một eSIM. Con này thì may 579 đuôi nha. Khá là đẹp luôn em ơi. Đó, bộ nhớ 1TB. Thích hợp những anh em nào muốn có bộ nhớ nhiều để lưu trữ thì anh em chốt ngay con này. Em về được đúng một cây thôi. Lâu lắm rồi em mới về được một cây một nhớ 1T nha anh em. 1TB. 14.900. Con này pin 87 vừa đủ dùng nha. Đó, quá là đẹp luôn em ơi. 13 Pro. Tiếp theo là em sẽ lên cho anh em full dòng S23 Ultra. Hôm nay em về khá nhiều luôn em. Đó, 4-5 cây full box và thêm 2 cây máy trần, đủ màu hết nha. Và đợt này thì em không có về được màu đen. Đó, đây là S23 Ultra màu tím lavender. Con này thì có bốc zin kèm theo máy. Con này còn bảo hành quá dài luôn nha anh em, tới cuối năm, tháng 12 năm 2024.
Đó, còn tới 7 tháng nữa anh em thoải mái yên tâm sử dụng. Ngoại hình thì đẹp keng, không một tì vết luôn em, đẹp 99% nha. Con này em sẽ lên với giá là 16.900.000, giá thì nó hạ nhiệt hơn so với hôm qua em về nha. Con này cấu hình thì RAM 8 và bộ nhớ là 256GB, chạy chip Snapdragon 8 Gen 2, dùng được 2 SIM vật lý và pin thì 5000 mAh. Đó, hàng Việt Nam thì lợi thế ở chỗ là có chức năng là ghi âm cuộc gọi nha anh em. Đây, bật lên luôn. Đó, anh em thoải mái nghe lại những cuộc gọi mà trước đó anh em đã nghe nha. Con này thì không có gì để bàn rồi, đẹp 99 luôn. Mức giá thì khá là dễ chịu anh em. 16.900.000 cho một con máy màu tím lavender. Còn anh em muốn mua màu xanh thì em cũng còn được một cây, còn bảo hành cho tới tháng 10. Tới ngày 19 tháng 10 2024 nha. Đó, còn bảo hành 5 tháng nữa, anh em yên tâm thoải mái xài, ngoại hình đẹp keng 99%. Cả hai con này đều có box zin kèm theo máy nha. Mức giá em bán sẽ đồng giá cho anh em luôn, 16.900.000 cho con máy siêu chất và còn bảo hành. Dòng S23 Ultra này thì pin cực kỳ là trâu luôn em. Camera thì 200 MP, anh em thoải mái chụp hình nha. Còn anh em muốn xài cái bộ nhớ khủng long 512GB thì em còn về được hai cây màu xanh. Đó, con này, hai con này thì cũng là hàng chính hãng Việt Nam luôn nha. Và có box zin kèm theo máy. Ngoại hình cặp này thì đẹp keng luôn em ơi, đẹp 99% luôn nha. Đương nhiên là nguyên zin 100%. Đó, một cây thì đang dán keng nguyên cây. Còn một cây thì em đã kiểm tra hết rồi, không có một vết trầy nào. Đẹp chuẩn 99, con này còn bảo hành nha anh em. Còn bảo hành như gần tháng nữa à, cho nên coi như là không bảo hành đi, em sẽ bảo hành cho anh em là 3 tháng. Mức giá em bán cặp này là 18.300.000 và 17.900.000 nha. Đó, cái con một cây nguyên cây thì 17.900.000 và con lột đã hết rồi, mới về hôm nay con này thì 18.300.000 nha. Đó, cây hôm qua thì em đã bán ra ngoài miền Bắc rồi anh em, ngoài Bắc Cạn luôn. Đây, RAM 12, bộ nhớ 512GB nha. Con này còn bảo hành tới hình như là 10 tháng 6 hay gì đó, nói chung cũng gần hết rồi anh em. Thì chết bảo hành cho nó vui thôi. Đó, 17.900.000 và 18.300.000 cho một cặp máy S23 Ultra, bộ nhớ khủng long 512GB nha. Đó, còn hai cây máy trần này thì em sẽ bán với giá lần lượt rẻ hơn. Đó, cây màu xanh green. Thì máy trần thì em sẽ tặng cho anh em sạc cáp và ốp lưng nữa nha anh em. Đó, ngoại hình thì con này đẹp 99% luôn. Anh em nào dễ tính thì 99% thoải mái nha. Đó, cây này thì em bán cho một bác về Vĩnh Long nè, em mới vừa thu lại. Bác lên còn 15 Pro Max luôn em. Đó, xài xâm chán rồi đổ qua con đó. Và con này em thu rẻ hơn cho nên em bán giá tốt hơn nha anh em. 15.900.000, nó vẫn đảm bảo cho anh em là nguyên zin 100% nha. Chứ không phải là rẻ hơn là máy bị lỗi gì nha anh em. Đó, đảm bảo nguyên zin. Máy rất là đẹp nha anh em ơi. Bản 256 nha, 15.900.000. Còn cây màu cam này thì còn bảo hành ít, tới ngày 16 tháng 6 năm 2024. Đó, rất là đẹp luôn. Thì con này em lên là 16.800.000 nha. Đó, màu này là màu đặc biệt của Samsung, dòng S23 Ultra. Màu cam rất đẹp và rất nét nha anh em. Ngoại hình thì không có gì để chê, đẹp chuẩn 99% luôn. 16.800.000 nha, hai SIM vật lý anh em. Tiếp theo thì hôm nay em về được một cặp siêu phẩm iPhone 15 Pro. Đó, màu xanh nha anh em. Hai con này thì ngoại hình đẹp like new như là một cái máy mới luôn em. Đây, sạc cáp này kia, cổng cáp chưa xài luôn và có box zin kèm theo máy. Một cây thì sạc 37 lần, pin đủ 100%. Em bán là 21.900.000 nha. Còn một cây thì sạc mới có một lần để duy trì pin thôi, hầu như là chưa xài luôn em. Thì giá sẽ cao hơn 500.000 so với con sạc 37 lần. Đó, 22.400.000 nha. Rồi, đi vào chi tiết con này. Đây, ngoại hình anh em. Không một tì vết luôn. Đó, như là một cái máy mới nha. Anh em lưu ý là em bán máy cũ chứ không phải là máy mới nha anh em. Nhưng mà ngoại hình thì không có điểm chạy nào, cho nên như là một cái máy mới. Đi vào chi tiết con này như sau. Đây, iPhone 15 Pro phiên bản chính hãng Việt Nam, một SIM vật lý và một eSIM nha. Đây là phiên bản mã số 3 đầu, có nghĩa là phiên bản này là phiên bản demo nha anh em. Đó, những con máy này thì Apple nó sẽ xuất cho những cái đại lý để họ trưng bày, để mọi người có thể trải nghiệm trước sản phẩm. Nhưng mà con này thì xuất trưng bày nhưng mà dư, chưa lên kệ nha anh em. Cho nên đây gần như là một con máy mới. Tại vì Apple dòng 15 Pro đổ lên thì anh em sạc bao nhiêu lần thì nó sẽ hiển thị trên đây. Đó, mình không cần phải check bao u nha. Đây, số lượng chu kỳ sạc con này chỉ có một lần thôi anh em. Con này được bảo hành Apple cho tới tháng 10 năm 2024 nha.
nó không khác gì một con máy mới. Bên em bán hàng thì anh em tuyệt đối yên tâm về chất lượng và nguồn gốc nha anh em. Đó, có sao thì em sẽ báo về thôi, không có giấu giếm tình trạng nha. Rồi con này một lần như mới thì 22.400.000. Nó thậm chí là còn luôn cái siêu màn luôn nè anh em. Nó rất là đẹp nha, anh em mua máy cũ mà được như là máy mới luôn. Còn cây sạc 37 lần này thì giá nó rẻ hơn anh em, 21.900.000 nha. Con này thì cũng vậy luôn, cũng là hàng demo trưng bày, nhưng mà chưa lên kệ cho nên sạc chỉ có 30 mấy lần, coi như là gần 1 tháng thôi anh em. Giống như là máy mình sử dụng thôi. Cũng là phiên bản Việt Nam, mã 3M đây. Đó, check full bảo hành này kia nọ đầy đủ hết nha. Con này thì đây, em quay cho anh em xem số lần sạc luôn. Đó, sạc pin 100%, sạc 37 lần. Còn bảo hành cho tới tháng 9 năm 2024 nha anh em. Đó, đây là con hai con máy mà đợt đầu lúc mà xuất xưởng ra con 15 Pro và 15 Pro Max nha anh em. Đó, ngoại hình quá chất, quá lượng luôn em ơi. 21.900.000 và 22.400.000 nha. Em về được có 2 cây thôi. Rồi, tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em dòng Samsung Galaxy Z Fold 4. Hôm nay em về được một cây bộ nhớ khủng long nè anh em. Màu đen, đó, hổng rài, không có màu đen anh em. Chỉ có màu xanh và màu gold thôi. Đó, con màu đen này thì ngoại hình quá đẹp rồi. Đó, đẹp gần như là 99% nha. Không có bị cấn mớp gì luôn anh em. Đó, cơ gập thẳng tắp, rất đẹp nha. Đây là phiên bản chính hãng Việt Nam. RAM 12 và bộ nhớ trong là 512GB nha anh em. Đó, hàng Việt Nam đã hết bảo hành. Màn trong ngoài hiển thị đẹp nét. Không có bị ám ố hay là lưu ảnh gì hết nha. Đó, ngoại hình quá đẹp. Thì con này em sẽ lên với mức giá là 14.800.000 nha anh em, phiên bản chính hãng Việt Nam. Con này có bốc zin kèm theo máy, ngoại hình đẹp 98-99%, không có bị cấn mớp gì luôn, rất là đẹp nha. Đó, Samsung Galaxy Z Fold 4 bản 512GB, 14.800.000 nha anh em. Còn anh em muốn xài cái bộ nhớ thấp hơn thì đây em cũng còn được một cây màu xanh 256GB. Con này thì ngoại hình cũng đẹp keng luôn em, 99%. Còn cả siêu viền luôn nha. Đây, siêu viền, siêu gáy này kia còn đủ hết nè. Đó, siêu này là siêu zin của Samsung nha anh em, chứ không phải là khách người ta đi dán nha. Nó rất là đẹp luôn. Thì bản 256 em sẽ bán với giá là 13.900.000. Giá 13.900.000 nha. Đây. Này là cũng là hàng chính hãng Việt Nam luôn nha anh em. Đó, 12 và 256GB. Dùng được 2 SIM vật lý, anh em gắn cả 2 SIM vào chiến đấu luôn. Pin thì 4400mAh và có ghi âm cuộc gọi này kia nọ đầy đủ hết nha. Ngoại hình quá đẹp và quá nét, 13.900.000 nha anh em. Còn cao hơn một đời thì em còn được một cây Samsung Galaxy Z Fold 5. Đó, phiên bản chính hãng Việt Nam nha anh em. Con này thì là màu xanh. Đó, còn bảo hành cây cộng cho tới tháng 11 năm 2024. Con này là đợt đầu lúc mà ra Fold 5 nha anh em. Ngoại hình con này thì đẹp tầm khoảng 98.5%, gần như là gần 99 thôi. Tại vì nó có bị trầy ngay chỗ chua sạc này anh em. Đó, nó trầy nhẹ ngay chỗ chua sạc này, xíu xiu thôi. Anh em để ý lắm mới thấy được nha, chứ nhìn lướt qua thì anh em sẽ không thấy được. Tại vì đây là những con máy mà thật rất là cao cấp, cho nên em quay rất là kỹ cái ngoại hình cho anh em, không có giấu giếm nha. Đó, giá thành thì cũng khá là mắc tiền, cho nên mình phải quay đúng tình trạng để anh em ở xa yên tâm mua hàng bên Hồng Phúc Mobile nha. Con này ra 12, bộ nhớ 512GB, còn bảo hành hãng cho tới tháng 11 thì mức giá em bán là 23.200.000. Đó, dòng Fold 5 thì cái viền nó mỏng hơn cái con dòng Fold 4 nha anh em. Đây, em quay cho anh em so sánh nè. Đó, Fold 4 thì nó có hơi hở cái này xíu, còn Fold 5 thì coi như là gần như là sát luôn anh em. Rất là đẹp nha, đẹp hơn con Fold 4. Hình thức thì nó cũng giống nhau thôi, cũng là phiên bản lắp gập. Samsung sản xuất dòng này thì nghiêng về anh em giải trí xem phim, nghe nhạc nha, dùng tác vụ văn phòng. Hai SIM vật lý, anh em thoải mái sử dụng và pin thì cũng giống như con Fold 4, 4400mAh. Có ghi âm cuộc gọi nha. Samsung Galaxy Z Fold 5, 512GB, 23.200.000 cho con này nha anh em. Đó, giá 23.2. Tiếp theo là một con máy để anh em chữa cháy, đây là con Xiaomi Redmi Note 10S nha anh em. Cấu hình thì cũng vừa đủ dùng, RAM 8 và bộ nhớ trong là 128GB, màu trắng, rất là đẹp. Ngoại hình đẹp lắm anh em ơi, đẹp 98-99% nha. Đó, cây này thì em thu lại của khách để lên đời con S22 Ultra. Và mức giá em bán cho con này là 2.400.000,
Đó, giá chỉ có 2,4 triệu thôi. Đó, màn hình thì cũng khá là đẹp và khá nét nha. Dòng Xiaomi thì pin của nó cực kỳ trâu luôn em, xài cả ngày thoải mái nha. Redmi Note 10S bộ nhớ 128GB và RAM thì là 8GB nha anh em, cộng thêm 3GB mở rộng nữa, xài thoải mái vô tư luôn. Con này có vân tay nha anh em, nằm trên màn hình. 2,4 triệu thôi anh em ơi, giá 2,4 triệu nha. iPhone 15 Pro Max phiên bản chính hãng Việt Nam, hôm nay em về được một cây màu đen. Ngoại hình thì đẹp 99%, không có bị cứng mớp hay là trầy xước gì luôn em. Đó, con này thì chỉ có mấy trần thôi nha. Nó hổm rời thì em về toàn là màu xanh, màu natural, màu trắng với lại màu xanh thôi. Hôm nay mới về được một cây màu đen. Con này hàng Việt Nam nha, sạc mới có 70 lần thôi em. Còn bảo hành chính hãng cho tới tháng 1 năm 2025. Và mức giá em bán cho con này là 26,600,000 nha. 26,6. Đó, đây, pin đủ 100% nè, sạc đúng 70 lần thôi em. Sử dụng đầu tiên vào tháng 1 năm 2024 thì bảo hành sẽ là tháng 1 năm 2025 nha. Đây, phiên bản chính hãng Việt Nam, mã M là mã chuẩn nha anh em, thương mại 256GB, dùng được một SIM vật lý và một eSIM, đó, 26,600,000 nha. iPhone 14 Pro Max màu tím, hôm nay em về được một cây, đó, pin con này còn khá cao, 92% nha anh em, ngoại hình thì tầm khoảng 98-99%, đó, sườn thì nó có lâm dâm nhẹ thôi, không đáng kể lắm, và không cứng không mớp nha anh em. Đó, những cái dâm này là cái đặc trưng của màu tím. Anh em cho dù xài kỹ cỡ nào thì nó cũng sẽ xuất hiện hơi lâm dâm nhẹ. Nói chung còn khá đẹp nha anh em, 98-99%. Đó, màn hình thì đẹp ken, không có bị trầy xước gì luôn. Đó, em sẽ tặng thêm cho anh em sạc cáp cường lực ấp lưng và miễn phí ship. Con này em lên với giá là 19,200,000, bộ nhớ là 128GB nha anh em. Phiên bản quốc tế Mỹ. Đó, pin còn khá cao nha, 92%. Đây, LLA thì phiên bản Mỹ anh em xài 2 eSIM nha, không có chỗ để gắn SIM vật lý. Anh em muốn xài SIM thì phải đi ra ngoài đại lý để ép 2 eSIM vào nha anh em. 19,200,000 nha. Samsung Galaxy A51 phiên bản chính hãng Việt Nam, màu trắng rất là đẹp luôn. Con này thì đẹp ngoại hình, đẹp 99% luôn em. Chữa cháy là quá ngon nha, màn hình đẹp long lanh. 2 SIM, RAM 6 và bộ nhớ là 128GB. Con này em lên với giá là 2,300,000 nha anh em. Đó, giá 2,3 triệu. Đó, màn hình còn quá đẹp luôn em. Dòng này thì ra rất lâu rồi mà đẹp như thế này thì cũng khá là hiếm hàng nha. RAM 6 và bộ nhớ 128GB, 2 SIM vật lý, có ghi âm cuộc gọi và con này thì pin là 4000mAh, vừa đủ xài luôn em. 2,300,000 nha. iPhone 13 Pro phiên bản XA 2 SIM vật lý, bộ nhớ cao 256GB, pin đã thay new 100%. Ở ngoại hình con này thì cũng còn ổn anh em ơi, 98-99% nha. Trầy xước nhẹ ngay cái viền, ngay cái mép cam xíu xíu thôi, không đáng kể lắm. Và pin thì đã thay new 100% rồi nha anh em, phiên bản 2 SIM vật lý. Con này em lên với giá là 13,600,000 nha. Giá 13,6. Đây, phiên bản 2 SIM Hồng Kông nha anh em. Đó, dòng này thì rất là hiếm hàng luôn em ơi. Gắn cả 2 SIM vào xài giống như là máy Android nha. Đương nhiên là nguyên zin 100%, chỉ trừ mỗi cục pin thôi, em đã thay new rồi. 13,600,000 nha anh em. Tiếp theo là em lên một cây iPhone 12 Pro phiên bản quốc tế Mỹ màu đen. Con này thì ngoại hình còn quá ổn luôn, 98-99%. Nó sườn thì nó lâm dâm li ti nọ nhẹ như thế này, không cứng không mớp nha. Đó, đây là một con máy zin nguyên bản, chưa từng bung mở luôn em. Pin yếu, em đã thay pin new 100% rồi, cho nên em sẽ bán với giá chỉ có 8,900,000 thôi. Đó, hiện tại thì em chưa có thay anh em, chút xíu nữa em mới gửi đi thay. Đây, pin zin còn có 83% thôi. Đó, hiện tại thì con này đang ở trạng thái là zin chuẩn, chưa từng bung nha. Đó, em đã kiểm tra rất là kỹ luôn em. Đó, sách xài mà pin còn có 73% mà chưa chịu đi thay luôn. Đó, qua bên em đổi con 13 Pro Max về xài. Đó, em mới vừa thu lại, chuẩn zin 100% nha. Chỉ trừ cục pin, chút xíu mình sẽ đi thay để bán cho anh em. 8,900,000 đã bao gồm pin new 100% nha anh em. 8,900,000. Samsung S20 Plus phiên bản Hàn Quốc màu trắng, em còn được một cây, ngoại hình đẹp 99%. RAM 12 và bộ nhớ là 256GB. Con này màn hình to 6,7 inch nha anh em, 2K và tần số quét là 120Hz. Cấu hình rất mạnh luôn, Snapdragon 865. Con này em lên là 5,200,000 nha anh em, giá 5,2 triệu. Samsung A54 chính hãng 5G,
ngoại hình đẹp 99%, RAM 8 và bộ nhớ trong là 128GB. Con này em bán với giá là 5,6 triệu nha. Màn hình tần số quét 1.2 và pin thì 5000 mAh. Rất là trâu bò cho dòng Samsung A54 5G nha anh em. 5,6 triệu. Samsung S23 Plus, con này thì màu xanh green, ngoại hình thì tầm khoảng 95-96% thôi. Nó sườn nó có phe phẩy nhẹ ở góc như thế này, cũng không đáng kể lắm anh em. Đó, lưng đẹp và kính đẹp. Con này thì em lên với giá là 11,7 triệu. Em giảm 200k cho con này nha anh em. Chạy chip Snapdragon 8 Gen 2, siêu mạnh mẽ luôn em ơi. Pin rất là trâu nha, 11,7 triệu. Tiếp theo là em lên cho anh em một cặp Xiaomi rất là đẹp luôn. Đây là con Xiaomi Mi Mix 4 phiên bản vỏ bằng gốm sứ nha. Đó, sườn này kia nọ là đẹp, lưng đẹp. Duy chỉ có cái màn hình thì nó hơi bị xước nhẹ đây thôi. Đó, em đã dán dán dẻo rồi nha. Còn lại mọi thứ bình thường. Màn hình đẹp long lanh nha anh em. Đó, 256GB và RAM rất cao nha, 12GB cộng thêm 3GB mở rộng nữa anh em. Chạy chip Snapdragon 888 Plus, hai SIM vật lý có đầy đủ tiếng Việt và CH Play. Con này em lên là 5,8 triệu nha, giá 5,8 triệu. Còn cây này là cây Xiaomi K60 Ultra, cấu hình thì cũng rất mạnh luôn, RAM 12 và bộ nhớ là 256GB. Con này em lên với giá chỉ có 7 triệu đồng thôi anh em. Đặc biệt tặng kèm cho anh em cái cục sạc zin 120W nha, sạc tầm 20 đến 25 phút là đã đầy pin. Ở ngoại hình con này thì tầm khoảng 98% thôi, sườn nó có hơi phải xíu xiu chỗ này. Đây, phải chỗ này, nhẹ nhàng thôi anh em ơi, nhỏ xíu chỗ này thôi, còn lại là đẹp hết nha. Đó, con này thì cũng có đầy đủ tiếng Việt và CH Play. Về anh em chỉ gắn hai SIM vào là sử dụng thôi. Rất là ok nha anh em, cấu hình rất là mạnh luôn em ơi. Giá 7 triệu cho con Xiaomi K60 Ultra. Tiếp theo là một siêu phẩm Samsung Galaxy Note 20 Ultra phiên bản 5G, hàng chính hãng Việt Nam nha anh em. Ngoại hình con này thì còn quá ổn luôn. Đây, kính đẹp, lưng đẹp và sườn đẹp luôn em. Con này thì cái kính cam nó hơi bị rạn xíu xíu đây, chỉ rạn đúng một chỗ này thôi, anh em nhìn thẳng là không thấy nha. Đó, rất là khó thấy anh em, chỉ nhìn nghiêng và anh em mới thấy rạn, còn lại là đẹp hết anh em. Hai SIM vật lý nha, RAM 12 và có 5G 256GB. Đó, giá con này em lên là 8,5 triệu. Đó, lâu lắm rồi mới có được một cây hàng chính hãng Việt Nam anh em. Hai SIM nha, 8,5 triệu anh em ơi. Samsung Galaxy S22 Ultra phiên bản Việt Nam 256GB, con này em lên là 12,4 triệu. Đó, ngoại hình thì còn đẹp 98% nha anh em. Đó, quay tổng thể thì còn khá đẹp, duy chỉ nó phải đúng một chỗ này thôi. Đó, phải đúng một góc ngay chỗ cây mút nha, còn lại là đẹp hết. Đây, màn hình đẹp, lưng đẹp luôn nha anh em. Đó, đương nhiên là không có bị ám ố hay là lưu ảnh. RAM 12 và bộ nhớ là 256GB, hàng chính hãng Việt Nam, có ghi âm cuộc gọi nha anh em. Chạy chip Snapdragon 8 Gen 1, 12,4 triệu nha. Tiếp theo là vẫn là Samsung S22 Ultra, đặc biệt con này là 512GB nha anh em, phiên bản Hàn Quốc, một SIM, ngoại hình thì 98% thôi. Con này em bán rẻ hơn bản 256 Việt Nam luôn em, 11,7 triệu. Con này là màu xanh nha, ngoại hình thì đây, sườn nó có lâm dâm li ti như thế này. Đó, sườn nó có dâm nha, tầm khoảng 98% thôi. Con này thì nó không có bị cấn mớp gì hết anh em. Nó do chủ cũ người ta dùng ốp mà không có vệ sinh, cho nên nó bị dâm như thế này. Màn hình thì đẹp nha anh em, không có ấm ố hay là lưu ảnh gì luôn. Một SIM vật lý, RAM 12, bộ nhớ 512GB, 11,7 triệu cho con này nha, giá 11,7. Còn phiên bản quốc tế Mỹ em còn được một cây màu trắng. Con này thì khách đã dán keo nguyên cây rồi, ngoại hình thì tầm khoảng 98% thôi. Đó, các góc nó có hơi bị sờn nhẹ, không đáng kể lắm anh em. Đó, đang bọc keo nha. Con này thì cái màn nó hơi bị xước xíu chỗ này. Đó, màn xước nhẹ đúng một chỗ này thôi, cho nên em sẽ thanh lý cho anh em con này 10,3 triệu nha. RAM 8 và bộ nhớ trong là 128GB, có pocket, chạy chip Snapdragon 8 Gen 1 nha anh em, 10,3 triệu. Samsung Galaxy S21 FE, hôm nay em về được một cây màu đen. Ở ngoại hình thì không có gì để chê luôn em, khách đang dán nguyên cây rồi nha, đẹp ken 99% luôn, nó không có điểm nào để chê. S21 FE 5G, con này là phiên bản RAM 6 và bộ nhớ trong 128GB nha anh em. Dùng được hai SIM vật lý. Đó, anh em gắn cả hai SIM vào sử dụng. Pin con này để coi,
em nhớ mãi mãi là hình như là 4.500 mA anh em, đúng chính xác luôn. Và màn hình tần số quét thì là 120Hz, rất là mượt mà. Đó, độ mượt chuyển động cao 120 nha. Đây là phiên bản quốc tế, hai SIM vật lý nha anh em, 99%. Em lên với giá là 4.500.000 nha. Đó, giá 4.500.000 anh em ơi. Oppo, con này là Oppo Find N2 Flip, phiên bản nắp gập của Oppo. Ngoại hình thì đẹp keng 99%. Màn trong và màn ngoài hiển thị đẹp nha anh em. Đó, con này thì RAM 8 và bộ nhớ là 256GB, chạy chip Dimensity 9000. Pin 4.300 mAh, rất là đẹp luôn em. Đó, màn hình ngoài nó bự hơn con Samsung luôn nha anh em. Đây, rất là to luôn. Đó, dắt clip. À, xin lỗi, đây con là Oppo N2 Flip, cái tên nó hơi khó kêu xíu nè. Mức giá em bán con này là 8.200.000 nha. Màu đen nhám rất đẹp, giá 8.200.000. Samsung Galaxy Z Clip 3, hôm nay em về được một cây màu đen. Con này thì giá khá là tốt luôn em, chỉ có 4.800.000 thôi. Ngoại hình thì đẹp keng 99%. Nó rất là đẹp nha anh em. Phiên bản Z Clip 3, con này thì anh em cũng xài được hai SIM luôn. RAM 8, bộ nhớ là 128GB. Hai SIM nha anh em, một SIM vật lý và một eSIM. Đây, nó có hiển thị dòng eSIM đây. Pin thì 3.300 mAh. Đó, phiên bản nắp gập đời thứ 3. Đó, gọi là Z Clip 3 nha anh em. 4.800.000. Còn anh em muốn xài con Z Clip 4 thì em còn được hai cây màu vàng gold. Đó, một cây thì 5.600.000 và một cây là 6.800.000. Cả hai con này đều là phiên bản chính hãng Việt Nam nha anh em. Ngoại hình thì đẹp 99%. Nó hầu như không có bị trầy xước hay là cứng mớp gì hết anh em ơi. Đó, phiên bản chính hãng Việt Nam nha. Con này thì em bán với giá là 6.800.000. Còn cây này thì em bán là 5.600.000. Lý do là màn hình nó hơi bị xước xíu xiu chỗ này. Đó, xước rất là nhẹ chỗ này nha anh em. Chỉ có một chỗ này thôi. Không ảnh hưởng gì tới phần hiển thị nha. Còn lại là mọi thứ bình thường. Anh em cũng dùng được hai SIM luôn. Đó, Samsung Galaxy Z Clip 4 nha anh em. 5.600.000 nha. Giá 5.600.000. Samsung S22 5G màu hồng, màu vàng gold nha, phiên bản quốc tế Mỹ, ngoại hình đẹp tầm khoảng 98%. Nó không cấn không mấp, tình trạng con này là đã thay sườn và thay lưng nha anh em. Màn hình thì nó chạy hơi bị nhiều luôn. Đây, chạy một vết, hai vết, ba vết, tầm khoảng 4 vết nha anh em. Đó, chỉ có vậy thôi. Và mức giá thì em sẽ thanh lý cho anh em con này với mức giá là 6.300.000 nha. Bộ nhớ tới 256GB lận anh em. Đó, cây này thì em cũng bán ra cho khách rồi và em thu lại, cho nên giá thành rẻ hơn lúc trước em bán nha. Đó, RAM 8, bộ nhớ 256, con này chạy chip Snapdragon 8 Gen 1 nha anh em. 6.300.000 thôi anh em ơi. Samsung Galaxy S21 Plus phiên bản Việt Nam màu tím. Con này thì ngoại hình đẹp anh em, 98-99%. Tình trạng con này là màn hình nó bị ám hồng nhẹ, cho nên em sẽ thanh lý cho anh em. Con này chỉ có 5.500.000 thôi. Bình thường thì con này em bán tầm khoảng 6.000.000 đến 6.200.000 nha. Đó, cái màn hình con này nó hơi hồng hồng ở góc xung quanh nè. Nói chung không đáng kể lắm anh em. Còn anh em cảm thấy muốn dễ chịu hơn thì mình có thể chuyển sang cái nền đen. Đây, chuyển sang chế độ tối thì vô tư luôn. Anh em không có thấy được cái màn hồng nha. Nó chỉ hồng nhẹ thôi anh em chứ không đáng kể lắm nha. Không có lưu ảnh nha anh em lưu ý nha. Thì bản Việt Nam anh em xài được hai SIM vật lý, con này pin trâu lắm, 4.800 mAh lận anh em. Phiên bản Việt Nam có ghi âm cuộc gọi nha. 5.500.000 anh em. Samsung Galaxy S21 Ultra em còn được có màu đen thôi anh em, màu bạc thì anh em đã lấy hết rồi, chỉ còn được vài cây màu đen. Ngoại hình đẹp tầm khoảng 98%. Đó, sườn thì lấm tấm nhẹ, không đáng kể, không cấn không mấp. Đó, màn hình đẹp long lanh, không có bị ám ố hay là lưu ảnh gì hết nha. Đó, màn hình thật sự là xuất sắc. Cấu hình con này thì bao chiến mọi loại game luôn em, rất là mạnh nha. Đẹp long lanh, không ám ố hay là lưu ảnh. Cấu hình con này thì rất mạnh, RAM 12 và bộ nhớ trong là 128GB nha anh em, chạy chip Snapdragon 888 và dùng được hai SIM, một SIM vật lý và một eSIM nha anh em. Nó thiết kế rất là đẹp luôn, cầm nắm rất là chắc tay và camera thì khỏi phải bàn rồi. Zoom xa là 100x, anh em đi ruộng đi rẫy thì đứng từ bờ bên này mình quay luôn tuốt bờ bên kia được luôn nha anh em. Mình zoom xa, chụp hình, quay phim thoải mái, thăm ruộng thăm đồng là quá ngon luôn anh em ơi. Đó, mức giá thì vẫn như cũ nha, 8.200.000 cho siêu phẩm S21 Ultra phiên bản quốc tế Mỹ nha anh em. 8.200.000
iPhone 14 Pro Max. Em có đủ 4 màu luôn em. Màu trắng, màu gold, màu tím và màu đen nha. Em lên trước cho anh em một cặp màu gold và màu trắng. Đó, cặp này thì ngoại hình không có gì để chê rồi. Đẹp keng 99% luôn. Và cặp này em bán cho anh em đồng giá là 19.900.000 nha. Đó, ngoại hình đẹp keng 99%. Phiên bản quốc tế Mỹ anh em dùng được, không có xài sim vật lý giống như là phiên bản 15 Pro Max mới vừa review nha anh em. Pin còn được 89%, pin rất là châu bò. Đó, phiên bản LLA quốc tế Mỹ dùng 2 eSIM. 19.900 cho hai cái màu cực đẹp luôn nè. Màu gold và màu trắng nha. Còn màu đen thì pin sẽ là 96%. Đó, con này thì cũng là 19.900 luôn, ngoại hình cũng đẹp lắm anh em. Đó, đẹp 98-99% nha. Đó, anh em thích màu nào thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo giúp em nha. 19.900 cho pin 96%. Còn cây màu tím này thì pin đủ 100% luôn. Nhưng mà giá thành thì nó rẻ hơn 400.000 so với con vừa rồi. Lý do là lưng nó hơi bị xước xíu nè anh em. Đó, lưng và sườn nó có xước và nhăm nhẹ, không đáng kể lắm. Đó, không cẩn không móp nha. Con này thì chuẩn 98% luôn. Lưng đẹp và kính đẹp. Con này pin zin 100%, còn bảo hành một vài ngày nữa anh em, tới ngày 24 tháng 5 năm 2024 nha. Con này thì em lên với giá là 19.500, cũng là phiên bản quốc tế Mỹ dùng 2 eSIM nha anh em. Rồi tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em dòng iPhone 13 Pro Max. Em về rất là nhiều luôn anh em về được 6-7 cây. Em lên trước một cây khủng long, bộ nhớ 1TB là 1000GB. Con này là màu gold và pin zin 92%. Rất là hiếm hàng thời điểm hiện tại luôn anh em. Ngoại hình thì không có gì để chơi luôn, đẹp keng 99%. Nguyên zin 100%, chưa từng bung mở luôn nha. Đó, cây này thì quá là khủng long rồi. Anh em nào có nhu cầu sử dụng bộ nhớ nhiều thì chốt ngay con này nha. Phiên bản quốc tế Mỹ, pin zin cao 92%, bộ nhớ 1000GB, 17.900.000. Đó, giá 17.900 nha anh em. Dòng 13 Pro Max này thì em sẽ hỗ trợ cho anh em fit màn hình xanh trắng trọn đời máy luôn. Lỡ như mà sau này anh em bị xanh màn hoặc là trắng màn thì anh em chỉ cần ghé bên em để fit miễn phí nha. Đó, 17.900.000 cho con bộ nhớ khủng long 1000GB. Còn phiên bản 256GB hôm nay em về được một cây màu blue và một cây màu đen. Đó, hai cây này thì em sẽ bán lần lượt với giá là 15.800.000 và 13.900.000. Em review trước cho anh em con 15.800.000 nha. Con này thì phiên bản chính hãng Việt Nam màu xanh. Ngoại hình đẹp keng luôn em, 99% và pin zin thì chỉ còn có 83% thôi nha. Pin này thì anh em dùng gần như là cả ngày luôn, tại vì dòng này thì pin rất là trâu bò luôn em. Trâu lắm nha, màn hình mượt rất là mượt. 120Hz, con này là phiên bản chính hãng Việt Nam, 256GB, dùng được một SIM vật lý và một eSIM. Con này em lên với giá là 15.800.000 nha. Còn cây 256GB Việt Nam này thì em sẽ bán với giá là 13.900.000. Pin cao hơn con vừa rồi luôn em, pin 86%. Và ngoại hình thì đẹp keng 99% nha. Cái này là nó dơ thôi chứ không phải là bị trầy xước gì đâu anh em. Ngoại hình đẹp 99. Đó, máy 99 bên em thì phải nói là quá đẹp luôn. Không có bị cứng mớp hay là trầy xước gì luôn em. Nó lau nhẹ một cái là đẹp nha. Tình trạng con này là đã thay màn zin, bốc máy từ máy khác sang. Đó, có đóng con IC màn cho nên nó không có báo trong phần cài đặt nha. Đó, đóng IC màn gốc từ máy cũ, từ cái màn cũ sang cho nên vẫn bình thường. Duy chỉ duy nhất nó không có chức năng là chu tông thôi. Đó, anh em lưu ý con này nha, chỉ không có chu tông, còn lại là full hết cho anh em. Bao anh em là màn zin, men zin và vỏ zin luôn nha. Đó, con này nói chung là zin toàn tập luôn, chỉ có là cái màn thôi anh em. Cũng không có báo màn nha. Giá 13.900.000 cho bộ nhớ là 256GB. Còn anh em muốn xài cái phiên bản 128GB thì hôm nay em về được 3 màu siêu đẹp luôn em. Đó, màu gold, màu trắng và màu green nha. Màu green là màu quân đội. Em review trước cho anh em cây màu gold này thì đây là phiên bản ZD, là phiên bản quốc tế Đức 128GB. Pin zin 100% luôn em, sạc mới có 19 lần. Đó, đây là phiên bản 1978 mà thủ thuật anh em hay gọi, đó là hàng 1978 nha. Hàng 1978 thì em nói sơ sơ thì đã thay những cái linh kiện chính hãng của Apple. Đó, đều là những linh kiện chính hãng nha, chứ không phải là linh kiện ngoài. Cho nên nó báo là linh kiện Apple chính hãng, bao cho anh em là zin chuẩn của Apple luôn. Con này là phiên bản quốc tế Đức, một SIM vật lý và một eSIM. Pin siêu trâu bò 100%, sạc mới có 19 lần thôi anh em. Cực kỳ chất lượng nha. Giá 15.600.000 cho con này. Còn máy nguyên zin 100% thì em sẽ bán lần lượt với giá là 14.800.000 và 15.000.000.
K148 là màu trắng nha anh em, phiên bản chính hãng Việt Nam. Con này thì ngoại hình đẹp 98%. Sườn thì nó có phẩy xíu xiu ngay góc này anh em. Đó, phẩy nhẹ góc thôi. Do là màu trắng cho nên anh em rất là khó để nhìn nha. Phẩy đúng một chỗ này. Còn lại là đẹp hết, màng đẹp, lưng đẹp. Rất là đẹp nha. Con này thì pin 88%, hàng chính hãng Việt Nam. 14.800.000. Còn cây màu xanh green này thì pin 99%. Con này cũng là hàng Việt Nam luôn em. Ngoại hình đẹp 98-99%. Đó, đẹp hơn cây màu trắng vừa rồi nha. Đây, em lao nhẹ cái là anh em xem cái sườn đẹp ken liền. Không có bị cấn mớp hay là chạy xước gì hết nha. Đó, do là dính mồ hôi tay thôi anh em. Đây, em lao thêm cái nữa đây. Đó, đó, quay lao một cái là tưng liền. Màn đẹp luôn nha anh em. Con này thì đẹp 98-99% chuẩn luôn. Giá là 15 triệu đồng nha anh em. Đó, chỉ có 15 triệu thôi. Rồi thấp đời hơn một tí thì em lên cho anh em dòng iPhone 12 Pro Max 256GB. Hôm nay em còn được đúng một màu xanh thôi. Màu đen thì khách đã chọn hết rồi anh em. Một cây thì pin đã thay new 100% và một cây thì pin zin 85%. Em bán với giá là 12.3 và 12.600.000 nha. Đó, ngoại hình giá thì nó thấp hơn con kia chút xíu là do cái ngoại hình nha anh em. Con này thì ngoại hình đẹp 98%. Nó sườn thì nó có nhăm hơi mép trên như xíu này thôi. Còn lại là khá ổn nha. Đó, màn hình đẹp long lanh, không có bị trầy xước luôn. Nguyên zin 100 chưa từng bung mở luôn em. Con này thì 12.300.000 nha. Còn cây 12.6 thì pin đã được thay new 100% rồi. Ngoại hình thì cũng đẹp lắm anh em ơi, đẹp 98% nha. Đó. Đây là những con máy mà zin nguyên bản, em đã tự bung ra để thay pin nha anh em. Đó, ngoại hình thì trầy trầy nhẹ nhẹ sườn thôi, không đáng kể lắm. 12.600.000 phiên bản quốc tế Mỹ nha anh em. Dùng được 2 sim, một sim vật lý và một cái sim. Đó, pin em đã thay sẵn rồi, anh em về chỉ cần gắn sim là xài thôi. Ngoại hình còn khá ổn nha. Đây, màn hình đẹp long lanh luôn anh em. Không có bị trầy xước nha. Những con máy nào mà màn trầy thì em sẽ chủ động báo cho anh em là màn hình nó trầy chỗ nào em sẽ quay luôn. Chỉ bên em bán hàng thì có sao báo vậy thôi anh em. Rồi, 12.600.000 nha. Còn đây thì đây là iPhone 13 Pro bộ nhớ 256GB. Tình trạng con này là đã thay màn và thay cam và thay vỏ luôn anh em. Vỏ này là vỏ zin của phiên bản Mỹ. Máy thì là máy Việt Nam. Nó con này là một con máy ráp lại để bán nha. Mà mức giá thì đương nhiên nó sẽ rẻ hơn con máy zin rồi anh em. Mặc dù những linh kiện này đều bao cho anh em là linh kiện zin nha. Bảo hành chức năng cho anh em 3 tháng thoải mái sử dụng. Màn hình thì bao xanh trắng trọn đời. Đó, anh em không có gì để chơi luôn anh em ơi. Mức giá thì chỉ có 11.500.000 thôi. Cho cái bộ nhớ là 256GB nha. Một con máy zin bình thường thì máy đẹp á, thì phải trên 13 triệu nha anh em. Rồi con này em thanh lý 11.500.000. iPhone 12 thường bộ nhớ là 256GB. Màu đỏ chính hãng đẹp 98%. Con này thì phiên bản chính hãng Việt Nam nha anh em. Ngoại hình thì nó sườn nó phải đúng một chỗ này thôi. Đó, phải nhẹ đúng một chỗ này. Còn lại là đẹp hết nha anh em. Đây là phiên bản chính hãng Việt Nam. Đây, chuyển sang cái nền trắng anh em dễ xem nha. Đi vào chi tiết phần giới thiệu đây. 12 bộ nhớ 256GB phiên bản VNA chính hãng Việt Nam. Con này thì dùng một sim vật lý và một eSIM. Bộ nhớ rất là cao nha anh em. Đây, pin đã thay new 100%. Đó, iPhone 12 mà bộ nhớ 256 thì khá là hiếm hàng luôn nha anh em ơi. Và mức giá thì 7.900.000 nha. Giá 7.900.000. iPhone 12 Pro Max 128GB thì em còn được một cặp màu gold. Ngoại hình cặp này thì đầm khoảng 98-99%. Không có bị cứng mớp nha. Cây này thì phiên bản Mỹ, pin zin 89%. Và mức giá em bán là 11.400.000 cho con này. Đây, màn hình đẹp ken luôn nha anh em. Sườn lâm dâm nhẹ thôi, không đáng kể lắm nha. 11.400.000. Còn cây này là phiên bản chính hãng Việt Nam anh em. Đó, ngoại hình thì cũng giống như con vừa rồi. Sườn lâm dâm nhẹ, không đáng kể. Pin thì còn được 83%. Đó, con này thì em sẽ lên với giá là 11.400.000 luôn. Hai con này em bán cho anh em đồng giá nha. Đó, 12 Pro Max màu gold siêu đẹp luôn anh em. iPhone 8G 64GB pin đã thay new 100%. Con này thì em sẽ lên với giá chữa cháy 2.600.000 nha. Con này thì đã được thay vỏ và thay pin rồi nha anh em. Bao anh em màng zin và men zin 2.600.000 nha. iPhone 14 Plus phiên bản quốc tế Mỹ màu xanh, ngoại hình thì đẹp ken 99% luôn em. Pin zin còn đúng 100% dung lượng luôn và mức giá em bán là 13.900.000. Con này thì pin phải nói là siêu cho bò, anh em dùng ít thì tầm 1-2 ngày thoải mái luôn em.
Đó, còn dùng nhiều là cả ngày vô tư luôn nha. Phiên bản quốc tế Mỹ anh em dùng 2 eSIM, không có chỗ để SIM nha. Đó, 14 Plus phiên bản Mỹ, pin zin 100%. Ngoại hình đẹp keng 99 nha. 13.900.000 cho một con máy siêu pin luôn em. Đó, màu xanh cũng rất là đẹp nha. Nam xài hay nữ xài đều vô tư luôn. Giá 13.900.000. iPhone XS Max 512GB màu đen, con này em thanh lý cho anh em với giá là 6.400.000. Đó, ngoại hình thì quá ổn luôn, 98%. Ở cây này em bán cho khách rồi, xài rồi nè, em mới vừa thu lại anh em. Màn hình nó hơi bị trầy một vết ở chỗ này nha. Đó, trầy này thì khi anh em mua thì em sẽ dán cường lực để che khuyết điểm cho anh em. Khi dán xong bao anh em là không có nhìn thấy vết trầy nha. Đây là phiên bản quốc tế Nhật GA, pin đã được thay new, không sạc cổ cáp cho nên nó báo là linh kiện không xác định trong phần cài đặt. Và màn hình thì đã thay một lần rồi anh em. Màn này là màn zin nha, chứ không phải là màn linh kiện nha anh em. Thay nhưng mà không fit chu tông cho nên nó không có chu tông, chỉ có vậy thôi. Màn zin, men zin và vỏ zin, pin thay new sẵn, anh em về chỉ gắn sim là xài thôi. Mức giá em bán là 6.400.000 nha, giá rẻ như là bản 64GB anh em. Còn anh em muốn xài phiên bản 256GB thì đây em có một cây màu trắng và một cây màu gold. Hai con này đều đã được thay pin new 100% và còn lại là zin hết nha anh em. 6.500.000 và 6.800.000. Đó, cây màu trắng thì phiên bản Mỹ và cây màu gold thì phiên bản ZB Singapore anh em. Đó, cả hai con này đều là phiên bản quốc tế nha. Rất là đẹp luôn, cây màu gold này thì quá đẹp, 99% chuẩn. Đây, pin đã thay new, có sạc cổ cáp cho nên vẫn có dung lượng pin trong phần cài đặt bình thường nha anh em. Đó, LLA quốc tế Mỹ 256GB. Còn cây màu trắng thì cũng vậy luôn, pin thì cũng đã được thay new rồi anh em. Đó, em nói nhầm nha, cặp này là phiên bản Mỹ hết anh em chứ không phải là phiên bản ZB nha. Nói chung phiên bản nào cũng giống nhau thôi, cũng đều là quốc tế, chỉ khác cái nước sản xuất, khác cái nước thôi anh em. 6.800.000 và 6.500.000 nha. Tiếp theo là em lên cho anh em dòng iPhone này là iPhone 11 anh em. Cây màu xanh mai này thì pin đã được thay new 100% và vỏ cũng đã bỏ thay luôn, nó thay vỏ và thay pin. Đẹp keng sờ beng 99%. Con này em lên với giá là 6.200.000 nha. iPhone 11. Và còn cây màu tím, cây màu vàng và cây màu trắng này thì em sẽ thanh lý cho anh em đồng giá là 5.300.000. Con màu vàng thì màn hình bị ám nhẹ. Nói chung là ám nhẹ nhẹ lắm anh em. Trong anh em quá trình anh em dùng thì sẽ không có thấy được. Pin zin 86%, 5.300.000. Còn cây màu trắng này thì pin zin pin cao 92% nha. Pin này là pin thay rồi anh em chứ không phải là pin zin. Tại vì cây này em bán ra cho khách xài cũng lâu rồi, em mới vừa thu lại đây. Ngoại hình thì 98%, nó sườn nó phe phải nhẹ thôi, không đáng kể lắm anh em. Pin cao 92 nha, 5.300.000. iPhone XS 64GB, con này thì pin zin 86%. Ngoại hình thì sườn nhâm nhiều theo thời gian nha, con này thì sườn nó xấu. Lưng đẹp và kính đẹp, pin zin cao 86%. Con này em lên với giá là 4.100.000 nha anh em. Giá 4.1, XS nhỏ gọn, chụp hình đẹp, dùng được 2 sim. Con này anh em hay di chuyển nhiều thì chốt ngay con này nha, chữa trái là quá ngon luôn em. 4.100.000 nha. Tiếp theo là em lên cho anh em dòng iPhone 13 phiên bản quốc tế Nhật, một cây màu trắng và một cây màu hồng nha anh em. Cây màu hồng thì pin zin 87% và cây màu trắng thì pin đã thay new 100% rồi. Cả hai con này thì em bán cho anh em đồng giá là 9.800.000. Đó, ngoại hình thì tầm khoảng 98% thôi. Sườn nó có phe phẩy theo thời gian như thế này. Nó có phẩy nhẹ nha anh em. Hai con này thì màn hình đẹp và lưng đẹp. Nói chung là mọi chức năng sử dụng bình thường. Ngoại hình 98%. Đó, iPhone 13 phiên bản quốc tế Nhật, một sim vật lý và một eSIM nha anh em. 9.800.000. Còn thấp đời hơn một tí thì em sẽ lên cho anh em dòng iPhone 12 thường. Đó, hai con này thì ba con này thì một cây 64GB và một hai cây còn lại là 128GB. Mức giá em bán với giá là 7.200.000 và 8.200.000. Đó, hai cây này thì là đều là vỏ thay và pin thay rồi nha anh em. Đó, vỏ thay và pin thay rồi, nói chung là máy đẹp like new luôn, không khác gì một cây máy mới luôn anh em. Bao anh em là màn zin và men zin. Còn cây màu xanh này thì vỏ này là vỏ zin nha anh em. Đây, em sẽ quay cho anh em xem phân biệt. Để xem phân biệt được hay không nha. Đó, cây màu xanh này là vỏ zin nè. Còn hai cây này là vỏ thay. Đó.
thì nói chung để cái máy zin và cái máy thay gần nhau thì cũng không phát biệt được, không phát hiện được luôn em. Tại vì cái vỏ nó phải nó là siêu đẹp luôn em ơi. Đó, vỏ rất là đẹp luôn nha. Đó, bán thì em ví dụ như em quên em không nói thì cũng khó là biết cái vỏ đã thay rồi nha em, tại vì chất vỏ nó quá đẹp luôn em ơi. Đó, vỏ zin vỏ thay để gần nhau mà cũng không phát hiện được luôn nha. Chỉ có buông máy để mới biết được thôi anh em. Thì em bán có sao mà báo vậy cho anh em dễ dễ chọn lựa nha. Rồi 64GB thì 7,2 triệu và 128 thì sẽ là 8,2 triệu nha anh em. Bên này về iPhone thì cũng khá là đủ mẫu cho anh em chọn lựa cho nó dễ nha. Tiếp theo là em sẽ lên cho anh em dòng iPhone 11 Pro Max. Em còn được 4 cây thôi. Đây cây này thì là 256GB phiên bản XA 2 SIM vật lý. Em bán với giá là 8,3 triệu, ngoại hình thì tầm khoảng 97-98%. Nó ở góc nó có phải trầy trầy nhẹ nhẹ như thế này. Nó không có cấn mớp gì nặng nha, chỉ trầy nhẹ thôi nè. Rồi chỉ có vậy thôi. Và cái thứ hai nữa là con này đã được thay màn zin bốc máy từ máy khác sang, cho nên không có chức năng là chu tông nha. Bao anh em là màn zin, men zin luôn. Đó, bao anh em xài thoải mái luôn. Con này thì phiên bản 2 SIM vật lý nha anh em, bản Hồng Kông. Đó, thay màn mà không trùng men cho nên nó sẽ báo là không xác định linh kiện nha. Màn này vẫn là màn zin của Apple nha anh em, chứ không phải là màn linh kiện giống như là màn lô của 11 Pro Max. Em chuẩn bị review. Con này pin 82%, pin zin máy nha. 8,3 triệu. Đây, con này là màn linh kiện đây anh em. Đó, màn linh kiện thì em sẽ chủ động báo cho anh em là màn linh kiện. iPhone 11 Pro Max tình trạng là đã thay màn linh kiện rồi. Ngoại hình thì tầm khoảng 97%. Đó, con này thì pin đã được thay new 100% rồi luôn nha anh em. Rồi hết pin luôn anh em ơi. Và mức giá em bán là 6,6 triệu thôi anh em. Bảo hành 3 tháng cảm ứng cho anh em xài thoải mái luôn nha. Đó, chỉ mỗi thay màn hình thôi, còn lại là chuẩn hết cho anh em. 6,6 triệu. Còn hai cây này thì là đều là màn zin hết anh em, nhưng mà nó bị xước phim bên trong. Mức giá em bán lần lượt là 6,3 triệu và 6,6 triệu, pin 78 và pin 82% nha. Ở ngoại hình cặp này thì còn quá đẹp luôn em. Ở ngoại hình ổn nha, đẹp, anh em dễ tính thì 99% thoải mái luôn. Đó, màn hình nó bị xước phim sau, như xước phim như thế này. Đây. Đó, nó bị xước phim một vết ngay chỗ này nha, còn lại là đẹp hết anh em. Hai con này đều là xước y chang vậy luôn. Cây màu gold thì màn hình nó trầy hơi nhiều. Đó, cây màu gold trầy quá nhiều luôn nha. Vỏ thì lại đẹp. Cho nên giá chỉ có 6,3 triệu thôi. Và cây màu xanh thì vỏ đẹp nha anh em. Màn hình đẹp luôn. Đó, màn hình không có bị trầy. Pin 82%. Em lên với giá là 6,6 triệu và 6,3 triệu nha. Rồi, clip thì cũng đã dài. Em xin kết thúc clip tại đây. Cảm ơn anh em đã xem clip của em từ nãy giờ nha. Anh em yêu thích con máy nào thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo số này giúp em. 0902060151 thì em sẽ có một clip riêng biệt để quay thật là chi tiết gửi đến anh em trước khi anh em chốt hàng nha. Rồi một lần nữa thì cảm ơn anh em đã xem clip của Hồng Phúc Mobile. Anh em nào có muốn mua thì inbox vào Zalo số này hoặc là gọi số này. Đó, bên em có hỗ trợ cho anh em trả góp, chỉ cần căn cước công dân thôi. Anh em phải ghé trực tiếp mới góp hồ sơ, mới lên hồ sơ góp được nha. Những con máy mà dưới 10 triệu thì anh em không cần trả trước. Rồi những con máy mà trên 10 triệu thì tùy. Trả trước khoảng 10 đến 15 20% là anh em đã góp được. Không thẩm định tài chính và không gọi người thân nha anh em. Mỗi ngày em đều có lên một clip cho nên anh em xem được clip này thì cho em xin một like và một follow đăng ký kênh để báo giá cho anh em mỗi ngày nha. Hẹn gặp anh em vào những clip sau. Bye bye.